gửi thời thanh xuân ngọt ngào mỹ mãn của chúng ta. Phim Vườn Trường, được yêu thích nhất hiện nay, gửi thời thanh xuân ngọt ngào mỹ mãn của chúng ta. Đang, được trình chiếu độc quyền trên ứng dụng xem phim web TV là câu chuyện kể về triệu phiếm Chu Do Cung, Tuấn Thủ Vai, Nam Thần Khoa Pháp Y của Đại học Nam Khoa, vừa cao giáo vừa lạnh lùng, đẹp trai, gia đình có điều kiện, và cô nàng Chu Tiêu Do Lưu Nhân Ngữ Thủ Vai vừa lùn, vừa hậu đậu một tiểu thuyết gia chuyện trinh thám, đặc biệt gửi thời thanh xuân ngọt ngào mỹ mãn của chúng ta cũng là bộ phim nằm trong hệ liệt gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp của chúng ta giang thần do hồ nhất thiên đóng và gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta cố vị dịch của lâm nhất thủ vai cuộc gặp gỡ định mệnh oan gian giữa cô nàng hậu đậu mê viết chuyện trinh thám và nam thần học bá pháp y triệu phiếm chu là hội trưởng hội sinh viên với tính cách vô cùng lạnh lùng cùng tài năng xuất chúng chuẩn hình tượng con nhà người ta trong khi đó chu tiêu với tính cách hậu đậu lơ đãng lại là sinh viên mới nhập học ngay từ lần đầu tiên gặp nhau hai người đã có mối quan hệ khá oan gia khi chu tiêu mải mê viết chuyện mà đi nhầm chạm khiến triệu phiếm chu phải đứng chờ ở ga tàu hơn một tiếng đồng hồ những tưởng xui vậy là đã tận mạng nhưng không chu tiêu lại một lần nữa muối mặt khi phải vay tiền triệu phiếm chu để mua đồ ăn cũng từ đây người xem biết được sẽ còn rất nhiều dreamer đang chờ hai nhân vật này phía trước vai diễn đầu tiên của nữ thực tập sinh sáng tạo danh Lưu Nhân Ngữ, vai diễn Chu Tiêu, được giao cho nữ diễn viên Lưu Nhân Ngữ. Lưu Nhân Ngữ sinh ngày 10 tháng 10 năm 2001. Được biết đến với vai trò thực tập sinh trong sâu sáng tạo 101. Chu Tiêu chính là vai diễn đầu tiên. Chu Tiêu là một cô gái xuất thân trong một gia đình bình thường. Ngoại hình cũng không xuất sắc. Học hành gọi là tạm. Được ở ngành văn học của mình. Nhưng tính cách, thì vô cùng bất bình thường thường xuyên mơ mộng lơ đễnh việc gì cũng suy nghĩ vô cùng đơn giản chu tiêu là một nữ chính bình thường như bao người ngoài kia còn triệu phiếm châu lại là một nam chính cực phẩm như được chọn lọc ngàn người có một triệu phiếm châu là nam thần khoa pháp y bình thường tính cách rất lạnh lùng chỉ quan tâm đến phân tích pháp y trong phòng thí nghiệm còn những việc khác thì không để ý sự trở lại đầy ngọt ngào của nam thần cung tuấn triệu phiếm châu do cung tuấn tiếp tục lại là một chàng nam thần đẹp trai thông minh, lạnh lùng, ngành học cũng vô cùng bí ẩn đáng sợ đó là pháp y, triệu phiếm châu gặp chu tiêu. Ấn tượng đầu tiên có lẽ là một cô nàng ngốc nghếch hậu đậu, thích đọc truyện tranh cô nàng. Vai diễn triệu phiếm chu trong phim do nam diễn viên Cung Tuấn đảm nhận diễn xuất, Cung Tuấn sinh năm 1992, là người thành đô, tứ xuyên, Trung Quốc, anh là một nam diễn viên có khả năng diễn xuất tốt, phù hợp với nhiều dạng nhân vật khác nhau kể cả ở dòng phim cổ trang hay hiện đại kịch bản phim ngôn tình ngọt sâu răng nhưng vẫn có nhiều hương vị chua cay mặn mà triệu phiếm châu gặp chu tiêu phải chờ chu tiêu phải cho chu tiêu mượn tiền mua đồ ăn rồi sau đó bị chu tiêu làm phiền không biết bao nhiêu lần vì những chuyện vớ vẩn lúc đầu triệu phiếm châu cũng rất khó chịu nhưng sau đó lại dần chú ý và quan tâm đến chu tiêu hơn ngoài mặt vẫn tỏ ra không chú ý nhưng hành động lại luôn đi ngược với lời nói luôn luôn quan tâm đến chu tiêu mọi lúc mọi nơi chu tiêu và triệu phiếm chu vừa gặp nhau đã mang đến cho khán giả một câu chuyện trái ngang hài hước sau này từ mối duyên mượn tiền hai người sẽ còn gặp lại và dính dáng đến nhau nhiều hơn cùng chung sở thích nhưng không cùng chỉ số iq chuyện tình yêu của chu tiêu và triệu phiếm chu chắc chắn sẽ còn nhiều tình huống dở khóc dở cười mặn ngọt chua cay lẫn lộn chu tiêu thì hoạt bát nhanh nhẹn nhưng lại có chút ngốc nghếch hậu đậu đúng chuẩn tính cách của các cô nàng nữ chính thanh xuân Triệu phiếm chu cũng vậy, mang đủ các tiêu chuẩn của một nam thần trường học, đẹp trai, học giỏi, bên ngoài lạnh lùng bên trong dịu dàng, ngọt ngào, ấm áp. Tình cảm của triệu phiếm châu cung tuấn, sẽ chuyển biến như thế nào? Tình yêu của triệu phiếm châu, và chu tiêu, sẽ có những ngọt ngào hay khó khăn, chắc trở gì trước khi đi đến một kết thúc mỹ mãn? Khán giả hãy cùng tiếp tục theo dõi các tập tiếp theo của bộ phim gửi thời thanh xuân Mỹ mãn ngọt ngào của chúng ta vào các ngày thứ năm và thứ sáu hàng tuần trên Web TV nhé. Bạn yêu quý hãy để lại một dòng bình luận dưới đây để chúng tôi biết ý kiến của bạn trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại